nhiều anh chị messenger Jen nói là Jen ơi, Jen chỉ cho anh chị cái cách nào mà vay tiền làm ăn á mà lãi suất tốt nhất đẹp. Ok. Câu hỏi khó. Tại vì vay tiền đi làm ăn nó không giống như là vay tiền đầu tư bất động sản. Đốt bất động sản nó còn là một cái tài sản. Còn nếu mà có chuyện gì thì cái người đưa tiền ra người ta còn hốt cái bất động sản được. Còn cái làm ăn là không ai hốt được cái gì hết trơn. Nên nó rất là rủi ro. Để mà vay được tiền đi làm ăn là một cái vấn đề khó rồi. Chứ đừng có nói là vay tiền đi làm ăn mà còn rẻ nữa, lãi suất rẻ nữa thì càng khó hơn. Nhưng mà nôm na trên muốn đúc kết hai vấn đề quan trọng nhất là: một là mình phải chứng minh được trên giấy tờ bằng mọi cách ha, nhưng mà trên giấy tờ, chứ còn miệng mình nói thì nói rồi lúc nào cho nó xong. Ok, cái mình phải chứng minh được là tôi có khả năng, tôi dư sức để mà tôi trả lại cho anh số nợ này. Đó là vấn đề thứ nhất. Ai mượn tiền mình cũng vậy, đúng không mọi người? Nên mình phải nói qua nói lại gì đó, mình cũng cái vấn đề này Trinh nghĩ rất là dễ hiểu cho tất cả mọi người. Ai đi vay tiền của mình cũng vậy, mình đi vay tiền người ta cũng vậy. Mình phải có một cái xác minh nào đó là tôi có khả năng và tôi dư sức để trả cho anh món nợ này. Cái điểm thứ hai là cho người ta cầm cái cán, đúng không? Đó, người ta cầm cái cán rồi, người ta ngủ ngon, người ta yên tâm, người ta không có thấy bất kỳ cái sự rủi ro nào hết, thì đương nhiên người ta sẽ cho mình một cái lãi suất rất là nhẹ nhàng, đúng không? Đấy, Trinh nghĩ đó là hai cái rất là căn bản để mà chúng ta là những người đi làm ăn và chúng ta dùng những cái money leverage, những cái đòn bẩy tài chính để mà chúng ta có thể khuếch trương và như phát triển công việc làm ăn của mình. Bất kỳ câu hỏi gì thì cho Trinh biết nha. Bye.